Vâng thưa ông, Quốc hội vừa thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy thì cảm xúc của ông khi nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lúc này là như thế nào ạ? Có thể nói là đây là một vinh dự lớn đối với cá nhân tôi, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao phó cho một, cũng thể nói là một trọng trách. Tôi nghĩ bản thân thì thấy rất vinh dự, nhưng cũng không tránh khỏi một chút cũng lo lắng. Lo là trước một việc lớn được phó thác như vậy thì mình sẽ làm như thế nào để hoàn thành được trách nhiệm, hay nói khác là hoàn thành được trọng trách của mình, đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó. Thưa ông, khi nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông có nhận định gì về giáo dục Việt Nam hiện nay? Nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam ở thời điểm hiện nay có thể nói là vẫn đang trong một cái quá trình chuyển đổi, với tất cả các cái diện mạo về các cái lĩnh vực, các cái hoạt động thì thực sự nó đang trong một quá trình chuyển đổi với tất cả tính chất của nó, mà chúng ta gọi đến là một cái quá trình đổi mới căn bản và toàn diện. Thì cái quá trình này trong những năm vừa qua thì ngành giáo dục đã được thực hiện ở những khâu, những cái bộ phận mà theo tôi là cũng rất là quan trọng, ở những khung lớn, và thời điểm này nó cần một cái cuộc tiếp tục, vì đổi mới là không ngừng. Đất nước thì đang phát triển, nền kinh tế đang phát triển, thì giáo dục và đào tạo không thể không tiếp tục đổi mới để phát triển, để hoàn thành được cái trách nhiệm, cái sứ mệnh của ngành. Tôi cũng nhìn thấy là trong cái chặng đường tiếp theo thì cái việc đổi mới nó sẽ có xu hướng là đi vào chiều sâu, nó tiếp tục hoàn thiện trên các phương diện mà giai đoạn trước đã triển khai ở trên phương diện những cái khung, những cái trụ cột, những cái đường nét lớn, mà giai đoạn tiếp theo sẽ là sự tiếp nối và sự hoàn thiện, hay nói cái khác là một cái chặng đổi mới theo chiều sâu. Thưa ông, giáo dục là một lĩnh vực nóng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Còn đối với ông lúc này thì điều gì là khiến ông quan tâm nhất ạ? Giáo dục và đào tạo là một cái lĩnh vực cũng rất là lớn. Nó có rất nhiều việc mà phải quan tâm. Theo tôi nghĩ là nếu nói về quan tâm một việc gì thì rất là khó. Có lẽ là nó có hai cái nhóm việc. Cái nhóm việc trước mắt cấp bách, những việc nóng thì đương nhiên phải làm ngay. Thế còn những việc lớn, việc lâu dài thì cũng phải nghĩ sâu, nhưng mà phải chuẩn bị có thời gian và chuẩn bị cho lâu dài. Những cái việc mà nóng và trước mắt thì những chẳng hạn như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi những vấn đề của việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông và một số những cái việc khác nữa, thì đấy là những cái việc mà cần kíp trước mắt phải quan tâm. Nhưng đồng thời những việc lâu dài của nền giáo dục, như là lên cái chương trình hành động của ngành giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, rồi hoàn thiện để ban hành cái chiến lược của giáo dục và đào tạo, thì theo tôi đấy là những cái việc rất là lớn, những cái việc rất là khó mà cần phải tập trung toàn lực để làm, để cho một cái tương lai dài hơn. Khi mà đảm nhận cái vị trí này thì ông có cảm thấy mình có những cái áp lực nào không ạ? Không phải áp lực mà là rất áp lực. Áp lực từ sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với ngành giáo dục và đào tạo. Cái áp lực từ sự quan tâm của xã hội, cái áp lực từ sự kỳ vọng và trông đợi của đội ngũ nhà giáo, của học sinh, rất nhiều áp lực. Nhưng tôi nghĩ rằng trong cái áp lực thì nó cũng có phương diện là động lực. Chính những cái áp lực đó khiến cho ngành, cho những người quản lý, cho giáo viên,
thì phải không ngừng để tự hoàn thiện, không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển để vượt lên, để đáp ứng được những kỳ vọng lớn. Thì vừa một phương diện áp lực, như tôi nghĩ có lẽ đấy cũng là một cái động lực để cho sự phát triển. Cái áp lực đó nó cũng sẽ dần dần có những cái sự thay đổi về dạng thức và mức độ. Bởi vì cái áp lực gì rất là lớn khi mà cái kỳ vọng nó chưa được đáp ứng hoặc đáp ứng được chưa nhiều. Nhưng còn nếu như cái giáo dục và đào tạo, cái phương diện chất lượng nó tốt hơn về cái quyền lợi của người giáo viên, của học sinh và các bên liên quan được đáp ứng, thì tôi nghĩ rằng cái áp lực đó nó sẽ đỡ đi, và dần dần những người làm giáo dục chúng tôi sẽ cảm thấy nhiều niềm vui hơn với nghề, với công việc của mình. Xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, và kính chúc Bộ trưởng sẽ có nhiều sức khỏe, có nhiều chính sách đúng để đưa giáo dục Việt Nam ngày càng đổi mới và phát triển hơn nữa. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.